phải để bước đi bằng đôi chân của mình, bằng nghị lực của mình để vượt qua mọi rào cản, người ta mới đem đến những cái hoàn cảnh khác đăng lên cái hệ thống mạng và cho mọi mạnh thường quân ở cả thế giới trong nước, ngoài nước đều biết. Như vậy đó là mình rất là mang ơn những anh em YouTube, không hiểu không? Cho nên đó là cô đã khuyên, từng khuyên con qua Zalo, cô dám nói chuyện con hả, nên đó là trân trọng những cái người thương mình và cảm ơn những người ghét mình. Để đúng không nhá, cái cô không biết nói gì nữa. Thì ngày hôm nay á, cô đến đây á, cô gửi cho con chút quà ha, để thăm con á, rồi gửi dầu xanh nè, dầu xanh này cho bà nội. Cái này của chị luôn hả? Đúng rồi. Mọi người đi măng cục rồi, quá trời. Mọi người ơi, nhìn vô đây này nha. Măng cục, ba với lại nho, với lại sầu riêng. Với lại cái gì nữa? À, sữa tắm cho bé My nè. Đây cho. Với lại khăn giấy ướt. Nhiều lắm, nhưng mà mình tượng trưng thôi nha mọi người. Để mà vệ sinh cho bé Ti người con nữa. Vệ sinh nó tốt, sạch sẽ ha. Tay chân cứ xài thoải mái chứ đồng hết. Alo, cô đem ra tiếp. Tại vì cô bán cái này nha, nên là đừng lo. Cứ gần hết á, còn khoảng 10 bịch rồi nhớ gọi cho cô đưa cho tới cái 100 bịch nữa. Bé sức dầu nha. Bé mì hôm nay vui không? Bé dầu nè. Còn tiền thì cô lát cô đưa sao chứ khỏi lên quay lên đây nha. Chứ mình đi quay đây kỳ thì nói vậy được rồi mình nói thì bé My có cái lời gì để gỡ đến chị. Dạ, con cảm ơn con rất nhiều, cô rất thương đứa em con, rất thương My. Hình như là hôm nay là anh thấy My rất là xuống sắc, rất là mệt mỏi hả? Tối ngủ không được sao My? Dạ thì tối em thích cho em chăm chị hai á. Thì chị hai nhiệt mình á anh. Phải có người ngồi tới bên với chị người này kia á. Anh thấy bây giờ có ai thay ca cho em không? Tại vì bây giờ không phải là em Tiên ảnh nằm vài ba hôm, rất là lâu. Dạ, nếu mà có người thay thì em chỉ cầu ông là để cậu ba thay là trao cho Tiên lên thay chờ tầm 2-3 bữa thôi. Tại vì em về dưới quê còn bà ngoại á, em ở trên đây thì em để ra bà ngoại với em cũng không có yên tâm. Tại vì em cũng muốn về quê chăm sóc cho bà ngoại, cho bà ngoại như thế nào. Chứ em về quê mà 2 bữa rồi em để cho hai bên đây thì em cũng không có yên tâm nữa. Anh thấy hằng ngày là hình như là anh thấy em muốn rơi muốn bắt, em suy nghĩ về vấn đề mà em thấy vừa anh thấy là nhát lúa vậy. Thì con ấy là cảm ơn cô chú, các ông bà, anh chị và các bạn yêu thương gia đình con. Thì con rất là mừng. Nãy em nói là em ý nguyện em là muốn đi về quê để xem ông bà ngoại như thế nào. Dạ thì dự định là hai thế luôn. Dạ thì là cậu ba. Có bất tiện đúng không? Dạ thì hồi trước thì tại vì cậu ba là cha của chị hai, thì lúc trước thì cậu ba cũng có thế em được giống như là 10 ngày hay là 5 ngày gì đó. Thì nếu mà em có công việc thì ở nhà về để em thuốc cho ông ngoại hay là thuốc cho bà ngoại thì em đi về để em chăm sóc cho ông bà ngoại. Tại vì em thì em sống cho bà ngoại từ nhỏ tới lớn, ông bà ngoại lo cho em từ nhỏ tới lớn đến giờ. Thì suy nghĩ của em thì trước tiên là ông bà ngoại thì đến mẹ. Rồi em tính chừng nào em đi về. Dạ thì khi nào cậu ba rảnh á thì cậu ba cứ nói là cậu ba lên là chăm sóc là thay ngày thôi. Em không cần cậu ba chăm sóc nhiều. Tại vì em chỉ muốn về dưới là xem ông ngoại và ngoại như thế nào thôi. Vậy thôi bây giờ cho thứ sáu này bên chú Quang đi đó. Dạ. Bây giờ em nói với cậu ba em nói, sắp xếp đi thứ năm cậu ba lên, sáng thứ sáu em đi theo chú Quang về dưới luôn. Dạ. Hiểu không? Dạ. Để em hỏi với chị hai xem như thế nào, bên gì chị em chưa hỏi với chị hai, em về em sợ chị hai buồn. Tại nay mới thứ 7 à, nay 6 là thứ 7 rồi. Dạ, nay thứ 7. Nay thứ 7 à, còn có tuần nữa thì thứ 6 tuần tới này là chú Quang đi về dưới đó. Thì em nói với cậu ba em đó, sắp xếp đi thứ 5 lên thì sáng thứ 6 em đi theo chú Quang về. Dạ, cho nó gọn tiện. Em cũng về để đánh tiền cho chị hai hàng tháng á. Tại vì ở bên xã có chích ra cái quỹ để bảo trợ cho chị hai em hàng tháng là cái bảo trợ xã hội đó. Dạ, thì em là người nuôi thì em về em lãnh cho chị hai em luôn. Dạ.
Thì sáng nay Trà My ra cập nhật tình hình sức khỏe của anh Thiên ở bệnh viện Nhi Trung ương Cô Bác Nghệ. Xin lỗi thưa khán giả. Thì nói chung là sức khỏe hôm nay anh Thiên vẫn bình thường và đang được phục vụ đúng không? Dạ đúng rồi. Hôm nay là ngày thứ năm rồi Cô Bác Nghệ. Bây giờ thì để Tiên lên ăn sáng và chăm sóc cho My cho Tiên để mua cho Tiên ăn sáng được. Cảm ơn Trà My rất nhiều nha. Cố gắng chăm sóc nhé. Em thấy Trà My như thế này nè, em phải nhờ một người nào đó chăm sóc em Tiên khoảng ít ra là phải dài hơn, tại vì hiện tại bây giờ anh thấy sức khỏe em cũng như là cái nét mặt của em rất là xanh xao. Dạ, tại vì em sao thì trước giờ em sẽ cố gắng được. Tại vì em mong là cho chị hai khỏe lại thôi, em thì sao cũng được chứ. Bản thân em thì mặc kệ em sao á. Em quên luôn cái bản thân của em để mà chăm sóc cho em Tiên luôn. Dạ. Một cái tôi gọi là một cái tâm trạng rất là tốt luôn chị ha. Thì hôm nay là có một cái chị là xem trên mạng rồi chị Mạnh Thường Quân đi à, chị xuống đây chị sẽ cho đồ rất là nhiều, sầu riêng đồ này nọ. Thì tiền thì chị có trao một số tiền cho chị, cho nên là anh em không tiện quay lên ha. Cái chuyện tế nhị của chị đấy, chị rất là xinh đẹp luôn nè. Lần đầu tiên chị cũng là lên mạng nha. Là chị cho em hỏi là chị là từ trên 12 chị xem được những clip anh em á, thì chị thấy hoàn cảnh của em thì thấy là rất là sốc á. Thì chị có nói chung là mỗi một người gom chung tay là với mày khóc luôn mà anh chị, cho em một tí xíu. Nói chung là tội với mày, rất là tội với mày luôn, với mày khóc luôn mình anh chị. Mọi người chị bảo vệ cái những cái lời bình luận đừng có bình luận vô. Johnny Lê hả? Tên giống trai vậy? Johnny Lê. Chị xem được cái hoàn cảnh của em Tiên đó, thì mà hiện tại bây giờ chị trực tiếp đến đây để mình gặp em My là người chăm sóc. Mà từ khi em Tiên mà xảy ra sự việc đó, thì chị thấy một người cử chỉ, một người em mà tuổi ăn tuổi chơi mà lại chăm sóc người chị như vậy, chị thấy rất là lẻ chị. Dạ. Dạ, em xin phép trả lời câu hỏi của anh đó. Thì thời gian qua em cũng đã gặp bé My Tiên qua Zalo á. Em cũng gặp bé Tiên trực tiếp trên cái hình ảnh đó. Thì em rất là cảm động. Rất là khóc nhiều vô cùng. Thương cho hai em, thương cho ông bà ở quê á. Thì đó là riêng em á, thật sự á, mà nói á, như cá nhân em nha. Thì em thấy em thương bé My nè, có thể là hơn bé Tiên nữa. Tại vì nè, cái người chăm sóc á, cũng là nó cái công khó rất là nhiều. Cái người này cũng là một cái xứng đáng để cho mọi người quan tâm tới, các anh em Mạnh Thường Quân quý đó. Tại vì nếu mà bé My mà có cái vấn đề gì, em đây là không phải là cô chủ còn ra không, không phải cái cô cũng nói lên những cái gì cô suy nghĩ. Bé này cũng là một cái người rất là quan trọng. Tại vì bé My á, là người chăm sóc và là người hiểu bé Tiên nhất. Chỉ có bé My mới là có thể ở bên cạnh bé Tiên hả, là gắn bó thời gian dài để chăm sóc cho em. Chứ thật sự nếu em bị cá bệnh xuống á, thì em theo em với mấy anh, chắc có thể là người khác không thể thay thế được. Không phải là em nói bé này là một cái vị thần gì không ai thay thế, nhưng mà bé này hiểu bé Tiên được về cái khía cạnh con người á. Bé Tiên nữa là cần bé này nhất hiện tại và sau này đó. Là cho nên đó là em đến đây là em thăm bé My. Bé Tiên thì em không gặp được, nhưng mà em là đến đây thăm và em muốn gửi cái tình cảm tình thương đối với lại bé My. Và em cũng sẽ cho tiền bé My, chứ không phải là cho tiền bé Tiên. Vì em muốn cho bé để mà bé có tiền để bé có cái gì bé mua, hay là bé ăn cái gì bé thèm bé ăn. Thật sự bé Tiên thì nhiều người đã thương rồi, bởi vì nhà hoàn cảnh ai cũng thương đúng không các anh. Còn bé My thì là người chăm sóc. Em nói với em là bé My quan trọng nhất, cho nên là em phải tạo một cái động lực cho em này. Thật sự là như vậy. Chứ em thấy là tất cả mọi người đều dồn vào bé Tiên, hay cho gì bé Tiên không ạ? Thì cái đó là đương nhiên rồi. Tại vì em nó đang gặp trong cái hình ảnh như vậy, ai cũng thương hết, đồng cảm, đồng quan điểm. Nhưng mà riêng em thì em thương bé My. Thì bé My có cái công khó rất là lớn đối với ông bà nội và đối với lại em Tiên. Nếu không có em này là mấy anh tự suy nghĩ đi. Bây giờ thời gian qua bé Tiên cũng mệt lắm á, vất vả lắm.
thì ngày hôm nay cô cũng thay mặt của tiên cảm ơn con nha, tại vì cô rất là trân trọng cái tình thương ngọt của người em mà không phải là em được, chứ là em cô chú mà thương chị mình quá. Cô nghĩ là có cái tình thương nặng như vậy rất là lớn nha, nên là cô đến đây là cô trao tình thương đối với con. Tiên thì cô đã đến nói rồi, nhiều người thương mình nói với con thì cô trao cho con, nên cô đến đây cô thăm con nha. Chứ không phải là cô muốn tạo cái động lực cho con để con những ngày sắp tới con lo cho chị của con quay về quê thăm ông bà, còn những cái chặng đường rất là dài ha, ăn uống đầy đủ vô, chứ không phải mình cứ cắm đầu vô mình lo cho chị mình rồi mình không biết chăm sóc bản thân mình. Con ngã bệnh đi ai chăm sóc ha, nhớ nha, nhớ những gì cô dặn nha. Trời, em thương bé này lắm mấy anh, nội gấp nội quá thương này, lần này đến đây đó. Thì nãy mà khi mà chị nói chuyện á thì em đi đâu đi thật sự là khóc, đêm nay khóc luôn. Nếu mà ở đây, tại vì đây là quán cà phê, nếu mà một cái chỗ nào đó có phải là em đi này không biết cần nhiều, đúng rồi. Mày cũng vậy nè, bé mày đang cố gắng lượng lại đóng vai cô nha, rất là tội với mày luôn. Thật sự ra anh em đây là đàn ông như là nghĩ đến cái tương lai giống như là một cái câu chuyện của em Tiên đó. Tự ra cái ly này giống như là gọi là nó sẽ là tỏ cái tuổi tình xuân để chăm sóc cho cái người chị mà cái gì chị quên đi cái bản thân mình luôn, thậm chí quên bản thân mình luôn. Ai làm được điều đó ít lắm chị, em thấy nín lắm. Mà trong khi là không phải là việc thịt đúng không em, là chỉ là tôn trọng thôi. Thì cho anh hỏi này, sáng giờ trên cho bệnh viện đó thì bác sĩ có làm này nọ cho chị Tiên trong ngày hôm nay. Dạ, ngày mai thứ hai mới ra băng anh. Ngày mai nó ra. Tại vì thuốc nó mất tiền á. Ừ. Dạ, thì chắc 2 ngày mới ra băng. Thì ăn uống này nọ là trên bệnh viện lo hết hay sao? Dạ thì cơm của bệnh viện. Thì nếu mà thứ hai không ăn thì em sẽ ăn. Ừ. Nhưng mà em đợi thứ hai ăn thì em ăn chung với thứ hai luôn. Là hai người ăn một phần đó hả? Còn nếu mà cha muốn ăn thì em mua cho chị hai, chị hai thử rồi em mua cho chị hai. Hai người ăn một phần đủ không? Dạ, người no, nhưng mà chị hai em ăn ít lắm, tại vì nếu mà em ép thì chị hai sẽ ăn nhiều. Thì sáng giờ em với chị Tiên ăn uống như ăn sáng rồi chưa? Dạ chưa, em đợi chị ăn hết xong rồi em chưa ăn cũng như chị hai. Bây giờ anh em mình cũng tạm ngưng để cho anh Lưu lên trọng là lo trên tên đi ha. Nói chung là bé Tiên từ hồi bữa chú anh quen giờ á, hôm nay là anh thấy một màn này là rất là ấn tượng luôn anh chị. Một cái người đi lại an ủi bé My, bây giờ chúc khóc luôn đi. Nói chung như vậy này, thương bé mày là cũng có cái lý do của không, anh nói là cái hoàn cảnh của em Tiên á, anh em mình đã biết gặp một ngày cũng đã biết nhưng mà anh luôn giúp đỡ rất nhiều, nhưng mà quên đi cái người mà gọi là kế bên cho em Tiên có là em đi, thật sự là chưa có ai quan tâm và chưa có ai nói một cái tiếng nào về em đi. Có ít một số bình luận là nói về em là một cái người gọi là rất là tốt, rất là chăm lo cho em, một cái người bệnh như em Tiên. Cái người tâm thầm mà không ai biết. Dạ đúng rồi, không ai quan tâm đến ta thư sở. Mà hôm nay là đầu tiên là cái chị mà một ngày tới là quan tâm đến em. Là đầu tiên là cũng đã rơi nước mắt và cái cuộc chiến và cũng như là các bệnh cũng là em như thế này. Dạ thôi, thay bây giờ chỉ muốn đang khóc xúc động cho chị thôi, anh em mình cũng có thúc lít nha. Dạ hẹn quý của chị những lít tiếp theo. Bé mày có gỡ lời về đến cô chú anh chị cái máy bay của chú anh chị. Dạ thì con rất là cảm ơn chú anh chị, bà quân trong ngoài nước đã giúp đỡ cho chị em con và đã yêu thương chị em con mà đi qua. Con mong là trên chặng đường chị bệnh của cha con sắp tới, con mong là các cô chú cũng sẽ theo dõi và yêu thương cha hai con.
rồi em rồi ok em cũng xuống cái vui dáng này đây, em cũng xin chúc tất cả mọi người luôn luôn được dồi dào sức khỏe nha, để cho bé My đi lên chăm sóc chị tiên của bé My, thì em máy bay cô chú chị nha.